phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước sau 2 ngày rời khỏi nhà. Người dân phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong dưới mương nước sau 2 ngày rời khỏi nhà. Chiều ngày 28 tháng 3, ông Lê Văn Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Quang, huyện Gia Linh, Quảng Trị cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể nam thanh niên tại một mương nước tại thôn Tân Kỳ, xã Gia Quang. Lực lượng chức năng đã có mặt để trục vớt thi thể, làm rõ nguyên nhân sự việc. Nạn nhân được xác định là MLVD, 19 tuổi, ở xã Phong Bình, huyện Gia Linh. Đến hơn trưa nay, thi thể đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Được biết em D đã đi khỏi nhà vào ngày 26 tháng 3, gia đình đã thông báo và tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.